Rồi, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ vào trận với lại một team mới hoàn toàn, đó chính là team full hệ thép. Nói chung là bên kia đang có những con Pokemon mà tôi đang khá là nhức đầu, đó chính là Hoenshaluna dựng Trick Room đúng không? Vậy thì tôi sẽ mang theo Covenite có Chilton để ngăn tụi nó dựng Trick Room. Xong rồi thì tôi không biết là tôi nên mang Clefki theo hay không, hay là có bên bển có Incineroar nữa. Thiệt là khó để lựa chọn. Hy vọng là team này đánh ok. Thì tôi cũng test nhiều rồi, tôi thấy loại hình này chắc là ok nhất trong cái team full hệ thép có thể lựa chọn rồi đó. Chắc là chúng ta nên cho Golingo theo đi chung với là Acheludon đó ta. Chứ có thể không biết bên kia có. Thôi thử đi. Mở trận đầu mà liều ăn nhiều, chơi luôn. Hệ thép thì tôi đã tưởng nó không có sợ được quá nhiều hệ đâu, nhưng mà rốt cuộc là trong cái format này nhiều con chơi chiêu hệ đất quá. Quá nhiều con chiêu chơi hệ đất luôn. Rồi sau đó là nó cho con gì đây? Ok, Incineroar đi chung với lại cái gì quên, Dragonite. Ok. Ok baby. Bây giờ là tôi nên làm gì đây? Tôi nên body press vô con Incineroar. Và tôi nên giảm tốc độ của con Dragonite lại nhỉ? Bằng Q Thunder Wave. Có thể con Incineroar nó sẽ chơi Fair Blitz vô mặt mình. Nên mình không dựng trời mưa thì cũng hơi nguy hiểm, nhưng mà thôi. Tôi lại sợ con Dragonite hơn. Con Incineroar thì nó hỗ trợ thôi, nhiều khi cũng không có quá đáng sợ, mình có thể dựng trời mưa sau cũng được. Ok, họ phải cao vô con Klefki. Họ không biết là mình có Cover Clock. Ok, tuyệt. Và chúng ta body press vô con Incineroar. Được nửa cây máu. Ủa, chưa được nửa cây máu nhưng mà ok. Sao lại low kick? Tại sao họ lại chọn low kick? Rồi Rain Dance. Chắc chiêu low kick đó dùng để đánh trả lại con Acheludon. Cũng hơi sợ nha. Chiêu low kick đó mà đánh vô con Acheludon thì cũng hơi đau đấy. Rồi gì đây? Chơi ra trên Incineroar hành gì vậy? Hệ ma, ok luôn. Ok luôn mấy bì. Ok. Rồi bên kia làm gì? Ok, Fair Blitz. Tuy không quá đau nhưng mà cũng đủ làm chúng ta hơi mệt nha, hơi mệt nha. Tôi nghĩ là tôi nên rút con Covenant về nhỉ? Bởi vì tôi rất có thể bên kia nó vẫn còn con gì đó, con Porygon để dựng Trick Room. Rồi, tôi sẽ power play vô con Incineroar. Hy vọng là sẽ kết liễu được con Incineroar trong lượt này. Con Dragonite tôi chỉ sợ là nó chơi Earthquake thôi. Mà chắc trong lượt này nó sẽ không chơi Earthquake đâu. Lượt sau đợi nữa. Ok, họ rút con Dragonite về rồi. Saluna. Wow ơi, sao mà con nó lì thế nhờ? Còn có một miếng máu mà con nó cũng lì thiệt chứ.
bây giờ con Ursula này sẽ kích hoạt trang bị Flame Orb, nên là tôi nghĩ tôi sẽ ui kích hoạt rồi, xong luôn, nó kích hoạt Flame Orb rồi, chắc nó sẽ chơi chiêu Earthquake. Tôi thì tôi nghĩ sẽ chơi Body Press vô con Ursula. Còn con Klefki, thì chắc sẽ khó nhỉ. Chắc là Foul Play vô con Dragonite đi. Tôi tin là con Ursula bên kia sẽ sử dụng Earthquake đó. Đoán chắc mà. Blackie chuẩn bị về giường rồi. Ui da, đau đó. Đau đó mày ơi. Cũng được đi. Giờ thì tôi sẽ làm gì? Sẽ cho con ui da. Được, được rồi. Chúng ta sẽ tăng, chúng ta đã tăng được 2 bậc tấn công ủa tăng 2 bậc phòng thủ vật lý. Thế là chiêu Body Press mạnh hơn rồi đó. Giờ tôi cho con Covenant ra. Bằng mọi giá tôi phải xử được con Ursula. Mà tôi rất là sợ con Ursula sẽ chơi chiêu Protect nha. Cũng hơi sợ. Nên tôi nghĩ là tôi đang trời mưa, tôi sẽ để dành trời mưa. Tôi sẽ dùng trời mưa để sử dụng chiêu Electro Shot trước. Thấy chưa, rút con gì đó, quên tên rồi. Ừ, con Ursula về rồi. Giờ họ làm con gì? Incineroar, ok. Electro Shot. Đang một bậc tấn công đặc biệt nào. Mình phóng ra cho con này. Ok. Ơi hên quá. Con Dragonite nó tê liệt 2 lần. Ê, trận này mình hên, nha. Trận này mình hên. Giờ tôi nghĩ tôi sẽ Snow. Snow không ta? Chắc bên đó sẽ phay cao con nó phay cao con gì mình cũng không sợ. Kệ đi, tôi sẽ xử mình Incineroar trước. Đó, đón chắc mà, nó phay cao con quên tên nữa rồi. Charludon. Sao cứ quên tên quá vậy. Biến bà mày đi con. Vĩnh biệt. Quá phiền. Con quỷ mồm lèo này quá phiền đi. Ôi hên quá vậy. Trời ơi, con Dragonite bị gọi là paralyze 3 lần luôn. Ôi mình hên quá. Mà tôi nghĩ chắc họ cũng không có cách nào nhỉ. Đó. Ok, tôi sẽ taunt con Porygon này. Và dùng tôi sẽ taunt vô con Porygon. Con quỷ này mình phải taunt nó mới được. Chứ để cho nó sống là mệt lắm. Mình phải không cho nó sử dụng Trick Room mới được. Nó mà dựng được Trick Room là mình chết. Ê, con Porygon này nó bắt đầu được sử dụng nhiều hơn rồi đó trong format này. Để sử dụng nhiều hơn để dựng Trick Room đi chung với lại con Ursula. Quá là đỉnh luôn. Vĩnh biệt nha. Quá phiền. Rồi chúng ta sẽ dùng Thorn. Mày tưởng tao không biết mày xỉn xài Trick Room á mày. Ồ, Ice Beam á. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Mình có 4 lần. Mình có 4 lần được gia tăng Trick Room rồi. Ủa, mình 4 lần được gia tăng tấn công phòng thủ vật lý rồi. Nhưng mà rất có thể con Ursula sẽ sử dụng chiêu chiêu gì? À,
chứ Protect. Nên là thôi, mình dùng vô con Porygon vậy, con Porygon này cũng mệt lắm. Tôi quên tốc độ của con Porygon là cỡ bao nhiêu rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc nó chậm hơn con Golengo nhỉ? Đúng không? Tôi tin là nó chậm hơn con Golengo. Ok. À, nó có stamina. Rồi, ok, bye bye cho Ludon nha. Bây giờ lấy mà câu chuyện của Golengo nè, Golengo có thể sống. Golengo à, mày có thể sống và... Nào, 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 Golengo. Golengo, mày chỉ cần sống được một lần rồi mày make it rain một cái thôi. Nha, một lần thôi, Golengo à. Chỉ một lần duy nhất thôi, Golengo. Rồi chúng ta sẽ body press vô con Ursaluna. Cỡ nào mày cũng không thể nào sống được hết. Mày mà sống thì tao quá mệt rồi. Hình như bên kia vẫn còn bị Thorn, đúng không? Chưa dựng được Trick Room. Nào, 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 nào. Nào. Nào, 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 nào. Chúng ta cùng hy vọng nào. Yeah. Woohoo, được, 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 được. Cuối cùng cũng xử được con Ursaluna rồi. Ồ, nhưng mà nó copy đặc tính stamina thì cũng hơi mệt ha. Hơi mệt thật. Ủa, nó có Thunderbolt á. Không sao, không sao. Nó có Thunderbolt. Nhưng chúng ta còn hai con. Ồ, nó có Thorn rồi. Dồn sức nào, dồn sức vô. Tất cả cùng nhau dồn sức xử con Porygon này cái nào. Ok, trận đấu kết thúc. Chúng ta hy vọng Thorn là cũng thắng được trận đầu. Rồi, và chúng ta qua trận tiếp theo. Thì bên kia đang có... Tôi thấy bên kia đang xài chiến thuật khá là... quen. Vừa lạ, vừa quen. Xài Mouse Hole đi chung với Annihilate. Và cũng có thể bên đó sẽ xài Quick Armor cho con Amarush nữa. Cũng khó dữ ha. Khó dữ ạ. Cái màn này thì hơi khó nha. Cái màn này tôi khá đáng đo và không biết là cho con Covenant ra trước hay là cho con Polion ra trước. Bên kia rất có thể sẽ cho con gì đó. Con gì quên tên rồi, con Garchomp ra. Khó dữ ạ. À. Khó nhưng mà vẫn phải thử thôi. Vô nè. Không biết bên kia sẽ là con gì đây? Sẽ cho con gì ra đây? Wow, chụp hình đen trắng luôn. Ủa sao làm được vậy? Ở chắc có filter nhờ. Rồi bạn lại chữ nhật. Ok, đội hình chúng ta có thể mường tượng được. Sơ sơ là như vậy. Ok. Tôi sẽ Thunder Wave cho con Annihilate. Xong tôi không biết là con Annihilate sẽ xài chiêu gì nữa. Nên tôi nghĩ tôi cứ Protect cho con Empoleon đi. Ok, bên đó Terra. Terra con gì vậy? Terra Mouse Hole. Ok, Terra hệ thường cho Mouse Hole. Chắc để dùng Population Bomb cho nó đau mà. Vậy thì hy vọng là mình tê liệt được con Annihilate. Tê liệt mày nè.
Population Bomb chắc vô con. Ui da đau. Ngán chiêu này quá. Ý là ngán về sức mạnh nó thì chỉ chút thôi, nhưng mà ngán về cái animation của nó ghê lâu. Đánh 10 lần nó lâu gì đâu. Ui da con này. Con này không ổn rồi. Tôi thấy là bắt đầu không ổn cho lắm rồi. Ô, Final Gambit. Tính xuống sát chiêu Final Gambit luôn. Không chơi chiêu beat up nữa hả? Ngộ vậy. Bạn này chơi ngộ quá. Bạn này chơi ngộ quá. Mình không chơi với bạn nữa. Mình có nên mình nghĩ là mình nên Rain Dance nhỉ? Nghĩ mình nên Rain Dance. Rồi cho ok. Tiễn. Ui. Chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Tính làm gì đây, bên mình tính làm gì đây? Ok, con Anna lấy bên kia bị tê liệt. Tôi quyết định tôi cũng phải làm tê liệt được con mouse hole cái đã. Rồi tôi sẽ qua the pale vô con mouse hole. Nào Annihilate, mày đừng có múa giùm tao một cái. Mày nín đi mày. Rồi bây giờ. Ủa cả hai con đều bị tê liệt hết. Ê hên vậy. Ủa không có hả? Ê không sao. Klepki làm hết nhiệm vụ của nó rồi. Nó về được rồi đó. Nào. Tôi hy vọng là tôi xử được con mouse hole. Nhưng mà chắc chưa xử được trong một lượt đâu. Ui, được hả? Ghê. Ô, con mouse hole này không mang theo trang bị Focus Shards thì cũng gọi là hên cho chúng ta đó. Driven, con gì á? Vậy chúng ta sẽ đấu với lại con Rillaboom. Tôi nghĩ tôi sẽ Brave Bird vô con nào đáng sợ, con nào cũng đáng sợ. Tôi nhẹ bảo vệ con Empoleon trước chưa phải cao đã. Tôi không biết nó sẽ phải cao vô con nào. Hy vọng là phải cao vô con. Nào hy vọng là phải cao vô con Empoleon đi, phải coi vô con Empoleon đi. Ô Final Gambit chết rồi. Nín địch liền. Cái nín địch liệt. Nó chỉ chờ có nhiêu đó rồi đó mấy con này. Đúng là mấy đứa cơ hội mà. Mình chưa kịp theo Win luôn á. Để con cuối cùng là con Garchomp. Thôi tôi biết tôi nên. Có thể Terra cho con Excadrill thì cũng nguy hiểm. Nhưng mà tôi nghĩ tôi biết tôi nên Terra cho con nào đó. Tôi sẽ Terra cho con tôi nghĩ tôi sẽ Earthquake. Cỡ nào thì cũng không thể nào nhanh hơn được con Garchomp đâu. Tôi nghĩ tôi Rock Slide, xong Terra cho con Empoleon, xong rồi dùng Ice Beam vô con Garchomp. Hy vọng là sống. Hy vọng là Empoleon sống vững. Mày hãy vững vàng lên Empoleon nè. Hãy vững vàng lên. Nào, chứng tỏ mình là một vị vua đi. Ôi da. Ok, nó có life up. Rock slide. Bị flinch nè. Oh, high horse power. Đau đấy con quỷ. Rồi, ice beam. Vĩnh biệt.
tưởng tao không phòng hờ những trường hợp như thế này hả? Tính hết rồi cưng à. Chúng tôi đã tính hết rồi. Không có một cái gì mà lọt qua tầm ngắm. Chúng tôi sẽ protect cho con Escadrille. Xong sau đó thì dùng Ice Beam lên con. Con gì vậy? Ừ, con Rillaboom. Bên kia chắc sẽ Crash Decline. Chính xác. Mà chắc chưa chết được con Rillaboom đâu. Nhưng mà ít ra sẽ phân tán sát thương của con Rillaboom ra. Ui da, con này cũng cứng cựa thiệt chứ. Hết mưa thì đời các em cũng hết. Tôi không biết làm gì nữa, tôi sẽ tiếp tục dùng Rock Slide vô con Rillaboom. Và tôi sẽ Ice Beam tiếp vô con Rillaboom. Ta đã chuẩn bị hết những thời khắc như thế này rồi cưng à. Chỉ có vài đội hình là ta không biết nên chuẩn bị như thế nào thôi. Sao gì? Bạn sao gì? Bạn ổn không ạ? À? Ui trượt á. Ok nó hên đấy. Ui thêm à. Ui da đau mày. Ok không sao. Ice Beam. Yeah. Tuyệt vời. Thế là chúng ta xử được con Rillaboom và thắng được trận này. Nhưng mà nó cũng sát sao quá. Tôi không ngờ con Annihilate bên kia xài Final Gambit. Rồi. Ê, dạo này tôi thấy Gengar được sử dụng nhiều á. Mặc dù tôi chưa thấy được cái lý do nào mà người sử dụng nó nhiều vậy. Nhưng mà tôi thấy dạo này Gengar được sử dụng nhiều. Salamence. Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ cho Klefki đi chung với lại Empoleon trước trong đội hình này. Rồi. Trong đây thì chắc có chỉ có Acheludon mới xử được Acheludon thôi thề. Rồi có con Garganacle nữa ha. Chết rồi, chắc chắn họ mang theo con Garganacle. Mà giờ tôi không biết nên xài con gì đây. Thật là khó chọn quá đi. Không biết là nên tôi sử dụng con gì, có con Golden Goal không ta, có nên cho con Golden Goal theo không ta? Chắc có nhỉ. Tôi cho đi suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều làm gì. Tới đâu chơi tới đó đi, có bao nhiêu chơi vô hết bấy nhiêu đi mấy em ồ. Mình nói chắc chắn mang theo con Garganacle luôn á. Chắc tôi là tôi cũng mang theo con Garganacle rồi. Tôi không biết là nó sẽ... Ê, nhiều khi họ cho con Garganacle ra đầu tiên luôn ấy chứ. Thế thì đau nhờ. Thế thì cũng đau đấy. Con gì? Đây. Nói một cái. Trời ơi. Nói tiền nói bạc mà đúng vậy thì mừng quá. Mấy em ơi, tới lúc chơi ra rồi mấy em ơi. Khoan đã. Con Garganacle không thể bị Thunder Wave. Cho nên là tôi nghĩ sẽ bảo vệ cho Empoleon lượt đầu tiên. Chắc Terra cho con Garganacle quá. Ok, Terra cho con Salamence. Hệ lửa. Ồ, hệ thép à. Ok. Chết rồi, nhức đầu nha. Nhức đầu rồi đó. Nếu mà nó là Terra hệ thép cho con Salamence rồi thì chúng ta còn cửa nào không mấy bạn? Mấy bạn nghĩ chúng ta còn cửa nào không? Nên tôi thấy tôi không có cửa à ta. Salamence tính làm gì vậy? Ui hên quá. Sao hôm nay mình hên vậy? Mỗi lần mình làm nó bị tê liệt thì nó không di chuyển được. Mừng quá. Chứ bình thường là không có hên gì đâu. Tôi sẽ tạo trời mưa rồi nhắm vô con Garganacle. Why God?
Nó sợ mình xài shop à? Xin lỗi, shop không thể nào... Không hợp lý cho nên tôi không xài đâu bạn. Xài Wild Pale. Ui, còn một chút xíu nữa thôi. Earthquake. À, chết. Ui da. Em tha lỗi cho chị nha. Ui da. Fuck you. Ui. Fuck you. Tôi có nên... Không, tôi nghĩ tôi nên để dành Terra lại. Sẽ để dành Terra lại. Rồi... Tôi bảo vệ con Empoleon lượt này nhỉ. Để lượt sau chắc con Klefki sẽ chết. Và tôi có thể cho con người canh. Ủa sao nó quay con nữa. Ok, xử được con Garnacle cũng mừng đi. Nó đỡ cấu máu mình. Sao mà có Earthquake thì tao cũng không sợ. Rồi, ok, vừa đủ đẹp để cho con Acheloron ra sân. Ô, nó Moxie á. Ê, cái này không được nha, Moxie nha. Không có giỡn đâu. Acheloron à. Gengar. Ok, Gengar. Tôi sẽ Terra nảy cỏ nè. Xong sau đó tôi sẽ dùng Water Pail, bổ lộn, dùng Body Press. Xong rồi tôi Water Pail vô con Salamence lần nữa. Con Salamence này hình như mang theo Choice Band đó ta. Ừ, hình như nó mang theo Choice Band. Cho nên con Garagor lúc nãy mới dùng Wygore đúng không? Chứ nó chỉ xài được chiêu Choice Band. Nó chỉ xài được Choice Band thôi quá. Ừ, nó chỉ xài được Earthquake thôi quá. Ui da, được. Water Pail lần nữa. Yeah, tuyệt, mừng quá. Tiễn được nó đi rồi. Nhưng mà mình Terra hố rồi. Tôi không nghĩ là... Yeah, thêm một phát nữa. Chúng ta có gì? Chúng ta có Intimidate được kích hoạt. Ủa, Competitive được kích hoạt. Tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ dùng Electro Shot nè. Vô con Gengar nè. Xong tôi bảo vệ để tránh bị fake out nè. Bảo vệ con Empoleon để tránh bị fake out. Hình như Empoleon nhanh hơn đúng không ta? Hay không, hình như Empoleon không nhanh hơn. Không sao. Đúng không? Không sao. Mà rất có thể nó fake out vô con... Acheloron chẳng hạn. Nếu nó fake out vô con Acheloron thì mình cũng hơi mệt. Đúng không? Đúng không? Đúng. Đúng. Acheloron không có... Không có cơ sở nào để... Yeah, nó fake out vô con Empoleon. Được. Shadow Ball. Hay sống đi, Shadow Ball nè. Yeah, còn sống. Special Defense giảm rồi. Electro Shot. Tôi chỉ hy vọng là tôi xử được con. Dám chọc giận ông nội mày hả? Ui. Nó có Focus Sash. Chính xác là vậy. Nên tôi sẽ snow một lần. Rồi. Rồi tôi dùng Water Pail. Không lúc này thì không phải lúc nào nữa hết. Còn Cinderella chắc nó sẽ nhắm vô con Nếu mà là tôi sẽ lấy con Gengar tôi nhắm vô con Empoleon trước á. Đúng không? Con Gengar đang nhanh mà. Empoleon còn có xíu máu à. Dragon Claim, ok, hợp lý. Ủa, chưa chết. Tuyệt. Bố mình diện lâu lắm rồi đi nhé. Tuyệt.
Ây da, Volino nhanh hơn không? Không nhanh hơn. Không sao. Chúng ta hoàn toàn tự tin với khả năng tấn công của Empoleon sẽ là được tăng 2 bậc. Tuổi. Yeah. Ui da, hên quá. Chính xác là vậy. Và đó chính là những trận đấu của hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục Đánh Răng mỗi tuần sau với team full hệ thép một lần nữa. Bây giờ thì hẹn gặp lại. Bye.